chào tất cả các bạn, mình Sương Sương đây và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ đồ chơi Bobby Cooking làm chơi mà mẹ mình đã mua. Và hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu về Bobby Cooking làm chơi này nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Đây là phần mặt bên ngoài của cái hộp, gồm có hai cây kem và hai cái bánh khác nhau, các bạn có thể thấy nè. Và đây là cái cuốn sách hướng dẫn. Đây chúng ta người ta đã làm một cái kem xịt hai màu, màu trắng và màu hồng. Và chúng ta sẽ có cốm kèm theo để trang trí. Đây, ở chỗ này có ghi là chữ Bobby Cooking. Bây giờ chúng ta sẽ xem mặt phần mặt bên trái. Bên trái là coi nó có hình hướng dẫn tiếng Nhật, nhưng mà mình cũng không biết tiếng Nhật cho nên mình bỏ qua khúc này. Đây là phần mặt hướng dẫn. Mặt hướng dẫn này mình đã đọc kỹ rồi cho nên các bạn không cần đọc lại đâu ha. Và đây là phần mặt mở người ta để trang trí. Người ta có giới thiệu cái Bobby Cooking Bento. Các bạn thấy. Và bây giờ mình sẽ mở hộp Bobby Cooking này ra coi bên trong có gì nha.